Trước tình hình dịch sốt xuất huyết lây lan ngày càng mạnh, các bậc phụ huynh có lẽ là những người lo lắng nhất bởi sức đề kháng của các bé còn yếu, rủi ro, nguy cơ biến chứng cũng nhiều hơn. Chính vì thế, thay vì sống trong sợ hãi, các bậc phụ huynh đang tìm đủ mọi cách để phòng chống muỗi cho gia đình, đặc biệt là cho trẻ nhỏ. Trước kia, để diệt muỗi, chị Lê Bích Phượng chỉ cần dùng một chiếc vợt điện là đủ. Nhưng từ sau khi quận Hoàng Mai, Hà Nội, nơi chị sinh sống xuất hiện một ổ dịch sốt xuất huyết lớn, bà mẹ này liền tìm đủ mọi cách để ngăn muỗi tấn công con mình. Từ dân gian như dùng vỏ cam, chanh, xả, cho đến hiện đại như đèn bắt muỗi hay vòng đuổi muỗi. Với tâm lý là một người mẹ của con nhỏ, tôi cũng rất quan tâm đến cái dịch sốt xuất huyết hiện nay. Thì tôi có phòng chống cho bé như là cái vòng chống muỗi, tinh dầu đuổi muỗi, với cả vợt muỗi thường xuyên và có các những cái xịt chống muỗi. Nhưng mà với những cái đấy thì tôi vẫn rất lo sợ trẻ vẫn bị muỗi đốt. Tôi chỉ dùng những cách dân gian như là đập xả cắt vỏ cam đuổi vào những các ngóc ngách như là tủ, ngăn bàn, các góc bếp để xua đuổi muỗi ạ. Theo các chuyên gia thì những phương pháp nêu trên đều tương đối lành tính và không gây hại gì với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, không nên sử dụng miếng dán, tinh dầu trong thời gian quá dài, có thể làm trẻ bị dị ứng. Ngoài những phương pháp đuổi muỗi này thì việc giữ gìn vệ sinh nơi ở vẫn là quan trọng nhất, có tác dụng chống muỗi đến 70%. Những phương pháp đó thì nó không có độc hại gì đối với bé cả. Đấy, tuy nhiên là để hạn chế cái tình trạng muỗi đốt thì tốt nhất là cần phải được tuyên truyền được từ công tác vệ sinh rồi là công tác là phun hóa chất để diệt muỗi. Để ngăn muỗi phát sinh, các gia đình nên dọn dẹp rác thải và những vật dụng có chứa nước bẩn không cần thiết quanh nhà. Đồng thời, đậy kín các hốc nước tự nhiên, cống rãnh để muỗi không có nơi đẻ trứng.